Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground Trung Hoa Sử Ký. Trong video kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của những viên chiến tướng lừng danh dưới trướng Chu Nguyên Chương. Những một đội quân nào cũng vậy, võ lược thôi là chưa đủ. Dưới trướng của Chu Nguyên Chương còn có vô vàn vị quân sư đại tài. Vậy rốt cuộc câu chuyện về những kỳ mưu diệu kế của họ là như thế nào? Liệu họ có phải nhận lấy cái kết thảm khốc hay không? Hãy cùng Battleground đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chiến loạn qua đi, thiên hạ một lần nữa được hưởng thái bình. Những bậc kha quốc công thần lại tiếp tục được hành trình giúp vua trị nước. Nhưng ở đời, chuyện lúc cơ hàn thì cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Đến khi công thành danh toại thì trở mặt thành thù nào có hiếm. Chu Nguyên Chương lên ngôi, nhưng ông ta bị ám ảnh kinh hoàng bởi những chiến công hiển hách của những vị huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử. Lúc nào cũng lo sợ họ sẽ tiếm quyền đoạt vị. Lần lượt, những chiến hữu đã cùng ông đồng cam cộng khổ đều đã lìa đời. So với đội võ tướng, những văn thần đã theo Chu Nguyên Chương từ ngày đầu khởi sự cũng khó tránh khỏi cái kết bi thảm. Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn, tên thật là Lưu Cơ, sinh năm 1310, là người huyện Thanh Điền, nay là huyện Văn Thành, tỉnh Chiết Giang. Từ nhỏ, Lưu Bá Ôn đã được người đời xưng tụng là bậc trí giả, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, thông lào kinh sử, binh pháp và thiên văn thuộc hàng xuất chúng thời bấy giờ. Chính bởi lẽ đó, người đời còn truyền tụng nhau câu nói rằng thông binh pháp ai hơn tuần võ, giỏi thiên văn phải kể Lưu Cơ, để truyền tai nhau ca tụng về tài năng hơn người của Lưu Bá Ôn. Vốn là người mộng cao trí cả, mộng ước tạo nên sự nghiệp oanh liệt. Năm 1333, ông ôm theo một bụng đầy kinh thư đi thi và đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan dưới triều Nguyên. Nhưng làm quan không được lâu, Lưu Bá Ôn chứng kiến cảnh nhà Nguyên thối nát, quan trường hủ bại, nạn tham ô diễn ra tràn lan, triều đình đứng trước nguy cơ sụp đổ, vô cùng sầu não trước thời cuộc. Nhìn cảnh bá tánh lầm than, ông âu sầu mãi không thôi, ngày đêm mất ăn mất ngủ vì chuyện thiên hạ. Lưu Bá Ôn tự lấy mình làm gương, sống cuộc đời thanh liêm, quyết đấu tranh tới cùng với đám tham quan, đục quét quốc lực, nhưng ông nào có phải là đối thủ của chúng. Trong một lần Lưu Bá Ôn tố cáo một giám ngự sử không làm tròn trách nhiệm, ông đã bị thượng cấp của tên này ghi hận. Không lâu sau đó, ông bị bã chức, đành phải trở về quê nhà, không kẻn không trống, thất thểu trong dáng hình của một kẻ thất bại. Trở về quê nhà, Lưu Bá Ôn sống một cuộc đời nghèo khó, nhưng trái lại, tài năng của ông đã khiến tên tuổi của ông ngày một vang xa. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc, cả vùng Chiết Đông rộng lớn đều biết tới một kỳ tài Lưu Bá Ôn, thần cơ diệu toán, trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý. Bấy giờ, Chu Nguyên Chương còn thống lĩnh một đạo quân nhỏ của Hồng Cân Quân, đánh chiếm được khu vực Chư Ký, Cù Châu và Sứ Châu, khiến cho các lãnh thổ thuộc vùng Chiết Đông của nhà Nguyên đều đã được bình định. Chu Nguyên Chương thắng trận, lòng tràn đầy hùng tâm, quyết mưu thành đại nghiệp, nên ông ra sức chiêu mộ nhân tài, nghĩa sĩ của vùng Chiết Đông. Tinh hoa đất trời cũng theo đó mà quân tụ về dưới trướng của Chu Nguyên Chương. Tất nhiên, với uy danh khắp vùng Chiết Đông thì Lưu Bá Ôn cũng được Chu Nguyên Chương cho mời. Thế nhưng, mời được Lưu Bá Ôn xuất sơn không hề dễ dàng. Chu Nguyên Chương đã phải dùng nhiều lời hay ý tốt, lại cho nhiều mưu sĩ đến khuyên can thì Lưu Bá Ôn mới chịu góp sức. Sau khi về dưới trướng của Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn cùng với Lý Thiện Trường, Lý Văn Trung đã trở thành ba mưu sĩ quan trọng nhất, đóng góp không hề nhỏ vào công cuộc thống nhất Sơn Hà, thâu thiên hoán vũ của quân Minh. Vào thời điểm này, nghĩa quân của ông rơi vào thế gọng kìm, vô cùng nguy hiểm, cùng lúc phải đối mặt với lực lượng của Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Lưu Bá Ôn đã đề xuất chiến lược tránh hai mặt trận và tiêu diệt mỗi bên, giúp cho Chu Nguyên Chương tiêu diệt Trần Hữu Lượng trước, tiếp theo là Trương Sĩ Thành, sau đó tiến quân lên phía Bắc đánh Nguyên Mông và thống nhất Trung Quốc. Mặc dù Lưu Bá Ôn đóng vai trò quan trọng trong việc lập nên nhà Minh và được Chu Nguyên Chương đánh giá cao, nhưng vị trí của ông thì lại không nổi bật trong số các công thần khai quốc. Đầu thời Minh, ông giữ chức vụ ngự sử trung thừa kiêm thái sư lệnh. Thái sư lệnh phụ trách các vấn đề thiên văn và khí tượng. Ngự sử trung thừa là quan giám sát chánh tam phẩm, đều là những chức vụ không có thực quyền. Hai năm sau khi thành lập nhà Minh, Chu Nguyên Chương đại phong các công thần. Lưu Bá Ôn được phong lên làm Hoàng Văn Quán học sĩ, Tư Thiện đại phu, Thượng hộ quân. Tuy nhiên, tất cả chỉ là hão danh, bổng lộc mà ông được hưởng cũng thuộc hàng ít nhất trong các khai quốc công thần. Ông chỉ được hưởng bổng lộc 240 thạch, trong khi Hán quốc công Lý Thiện Trường hưởng 4.200 thạch, hơn ông gấp gần 20 lần. Nhiều ý kiến cho rằng Lưu Bá Ôn không cùng Chu Nguyên Chương khởi sự từ những ngày đầu nên không được trọng dụng, nhưng cũng lại có một số ý kiến cho rằng ông đã sớm nhìn thấu hồng trần, lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị hoàng đế tiêu diệt
nên mới chọn con đường công thành thân thoái. Không lâu sau khi thành lập nhà Minh, Chu Nguyên Chương muốn Lưu Bá Ôn thay Lý Thiện Trường làm thừa tướng, nhưng Lưu Bá Ôn thì nhiều lần từ chối, cho rằng Lý Thiện Trường như một cái cây lớn, có thể điều phối quan binh, còn bản thân mình chỉ giống một cái cây nhỏ, khó có thể chịu được áp lực. Sau này, Lý Thiện Trường từ quan quy ẩn, Chu Nguyên Chương muốn Dương Hiến làm tể tướng, liền hỏi ý kiến của Lưu Bá Ôn. Ông nói rằng Dương Hiến có tài làm tướng, nhưng không có đủ lực làm tướng. Chu Nguyên Chương hỏi về Uông Quảng Dương và Hồ Duy Dung, Lưu Bá Ôn cũng cho rằng họ không đủ tiêu chuẩn để làm tể tướng. Một người thì không đủ rộng lượng, một người thì quá to gan. Chu Nguyên Chương nghe thấy thế, thì cau mày, thở dài mà than rằng, thừa tướng của ta thực sự chỉ có Tiên Sinh là thích hợp nhất mà thôi. Tuy nhiên, đáp lại Chu Nguyên Chương, ông cho rằng mình là kẻ yếu về năng lực chính trị, không có quan hệ tốt, lại quá chính trực nên khó có thể đảm đương trách nhiệm. Chu Nguyên Chương vốn là người đa nghi, lại bị Lưu Bá Ôn hết lần này tới lần khác từ chối. Xưa kia là 3 lần mời lên mời xuống mới chịu xuất sơn, giờ đây nhiều lần mời mọc giữ chức tể tướng mà ông ta nhất quyết coi thường. Việc này thực sự đã chạm tới giới hạn của hoàng đế. Cuối cùng, so với những công lao của Lưu Bá Ôn, việc xếp vị trí thứ 105 cho số các quan thần quả thực là quá thấp. Lưu Bá Ôn làm vậy có lẽ vì đã dự đoán được trước việc Chu Nguyên Chương sẽ giết hàng loạt các công thần, nên cố gắng khiêm tốn nhất để có thể thừa đường lui cho mình. Sau khi được phong tước, ông trở lại kinh thành một năm. Đến năm Hồng Vũ thứ tư thì tư quan, nhưng vào cuối tháng 1 năm 1375, Lưu Bá Ôn ở quê nhà bị bệnh. Chu Nguyên Chương biết chuyện đã cử Hồ Duy Dung cùng ngự y đến chữa trị cho Lưu Bá Ôn. Thế nhưng rồi tới cuối cùng, Lưu Bá Ôn đã bất ngờ qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Người đời từng quy kết trách nhiệm cái chết của Lưu Bá Ôn cho Hồ Duy Dung, nhưng sự thật đằng sau cho tới nay vẫn còn là một ẩn số. Suy cho cùng, một đời làm mưu thần cuối cùng cũng không thoát được số kiếp, chìm chết, cung cứng bị phế bỏ. Tể tướng Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường sinh năm 1314 tại đất Định Viễn. Thuở còn trẻ, ông vốn là kẻ có chữ nghĩa nhưng lại sống cuộc đời lang bạt. Mãi từ khi hay tin Chu Nguyên Chương cầu hiền, ông nhận ra thời cơ để mình kiến thân lập nghiệp cuối cùng đã tới, liền lập tức trở về dưới trướng của Hồng Cân Quân. Lý Thiện Trường sau đó chính là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Chu Nguyên Chương. Ông chính là người đầu tiên vẽ ra các lập luận so sánh giữa Hán Cao Tổ Lưu Bang và Chu Nguyên Chương. Lý Thiện Trường ngày ngày rót vào tai của Chu Nguyên Chương những câu chuyện về Hán Cao Tổ, khiến cho hùng tâm tráng trí, thống nhất sơn hà của Chu Nguyên Chương luôn hừng hực bừng cháy. Cùng với việc đảm nhận chức vụ liên quan tới công tác hậu cần của quân Minh, Lý Thiện Trường đóng góp không nhỏ vào chiến tích vĩ đại của Chu Nguyên Chương. Ông vì lập được đại công lại luôn đề cao nhà vua nên vô cùng được trọng dụng, uy danh dưới một người trên vạn người. Sau khi thiên hạ đã thống nhất, non sông thu về một mối, Lý Thiện Trường được Minh Thái Tổ giao phó toàn bộ chuyện hành chính quốc gia. Đến năm 1367, ông được bổ nhiệm làm Tả tướng quốc, uy danh hiển hách hơn người, là người chủ chốt trong việc thay đổi và hoàn thiện luật pháp nhà Minh. Lý Thiện Trường đã xây dựng một nhà nước có đầy đủ các quy chế về hình sự, thứ làm nên thái bình lâu dài cho Hán và Tống, nhưng sau này đã bị nhà Nguyên bỏ qua. Trong đó, ông cũng cương quyết bổ sung thêm nhiều điều luật mạnh mẽ để chống lại nạn tham nhũng. Tuy nhiên, mặc dù người nắm nhiều quyền hành trong tay, có tài giúp vua trị quốc, nhưng Lý Thiện Trường cũng nổi tiếng là người kiêu căng và hách dịch. Chính bởi lẽ đó, sau này, ông đã nảy sinh xung đột với Lưu Bá Ôn và khiến thần cơ dự toán phải từ quan về quê. Nhưng cũng chính cái sự kiêu căng này đã khiến Lý Thiện Trường chuốc lấy họa sát thân. Chuyện là trong triều, Lý Thiện Trường có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Hồ Duy Dung. Năm 1380, Hồ Duy Dung bị buộc tội mưu phản. Lý Thiện Trường dù có bị nghi ngờ nhưng sau đó không tra ra được bằng chứng nên được tha bổng và làm quan từ khi về hưu. Sau khi đã nghỉ hưu, Lý Thiện Trường vẫn không an hưởng tuổi già mà vẫn can dự vào nhiều công việc quan trọng của triều đình. Chính cái sự tham quyền cố vị này đã khiến ông và cả gia tộc phải rơi vào vòng hiểm nguy. Không có ghi chép nào ghi lại quá trình Lý Thiện Trường bị buộc tội như thế nào. Chỉ biết rằng vào một ngày nọ, vụ án của Hồ Duy Dung năm nào được lật lại, một bằng chứng từ trên trời rơi xuống chứng minh rằng Lý Thiện Trường năm đó đã cùng tham gia mưu phản. Và thế là ông cùng cả nhà bị tru di, một cái chết đầy tức tuổi, năm ông 77 tuổi. Thảm án Hồ Duy Dung. Hồ Duy Dung xuất thân là người Định Viễn, theo phò Chu Nguyên Chương từ khi chỉ mới 15 tuổi. Hồ Duy Dung được người đời nhận định là có tài trí, nhưng so với những khai quốc công thần khác của nhà Minh như Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn, Tống Liêm thì hoàn toàn không có cửa so bì. Thế nhưng, nếu so về mưu mô chính trị,
thì ba người kia phải chịu thua Hồ Duy Dung một bậc. Vốn là kẻ mưu ma trước quỷ, Hồ Duy Dung ngày ngày thân cận với Lý Thiện Trường, lại từng tặng cho ông ta 200 lượng vàng để nhờ Lý Thiện Trường nâng đỡ trên triều. Dưới sự nâng đỡ của Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung thăng tiến như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã làm tờ chức Thái Thường Khanh. Sau đó, Hồ Duy Dung tiếp tục gả cháu gái cho cháu trai của Lý Thiện Trường nhằm mục đích là kết thông gia với nhà họ Lý để tạo phe phái gia tăng thế lực. Sau khi Lý Thiện Trường cáo quan về quê, để lại chỗ trống ở vị trí tể tướng đương triều, ông ta cật lực đề cử Hồ Duy Dung cho chức vị này. Khi đó, nhà Minh hầu hết các công thần đều đã già yếu, người thì lại không tham quan tước vị mà trở về quê, nên Hồ Duy Dung dưới sự nâng đỡ của Lý Thiện Trường dễ dàng ngồi vào vị trí này và trở thành kẻ dưới một người trên vạn người. Thế nhưng, được vài năm đầu xử lý chính sự một cách chuyên tâm, hòng che mắt thiên hạ, thì Hồ Duy Dung đã lộ ra bộ mặt lang xóa của mình. Hồ Duy Dung mặc sức lộng quyền, ăn cổ đút lót. Nhiều chuyện liên quan tới chính sự như giết người, thăng chức bãi quan, ông ta đều tự làm càn, không thèm thông qua vua. Sử cũ có ghi chép lại việc này như sau. Chuyện trong ngoài trước hết đều qua tay tể tướng, phàm là tấu chương bất lợi cho mình đều đem bỏ. Vì vậy, quan lại bốn phương từ ngựa quý, chân bảo, vàng bạc, lụa là đều đem tới biếu, nhiều không kể xiết. Những việc làm coi thưởng vương pháp này đủ thấy quyền lực trong tay Hồ Duy Dung là lớn tới nhường nào. Lợi dụng chức vị tể tướng, Hồ Duy Dung không những một tay che trời mà còn tiến hành thanh trừng các đối thủ. Họ Hồ từng đổ oan cho đại tướng quân Từ Đạt tội mưu phản, từng sai ngự y lén bỏ thuốc hạ độc đại thần Lưu Bá Ôn. Đến khi quyền hành đạt tới cực hạn, Hồ Duy Dung sinh lòng phản trắc. Có một truyền thuyết kể lại việc ông ta động sát tâm tạo phản như sau. Một lần, giếng ở quê gốc nhà Hồ Duy Dung đột nhiên xuất hiện măng đá, thứ được coi là điềm lành trong phong thủy. Lại có người nói rằng mộ tổ họ Hồ đêm đêm tỏa ra ánh lửa sáng như ban ngày. Hồ Duy Dung tự cho đó là niềm trời báo, nuôi mộng một ngày nào đó bản thân sẽ thăng tiến lên làm hoàng đế. Hồ Duy Dung nuôi mộng nên ngày ngày tích trữ lương thảo, thao luyện quân đội đề phòng khi cần dùng đến. Để tiện hành sự, Hồ Duy Dung còn dụ dỗ em trai của Lý Thiện Trường là Thái Bộc Lý Tổ Nghĩa lôi kéo thế lực nhà họ Lý vào cuộc. Tuy nhiên, Lý Thiện Trường biết rõ Hồ Duy Dung định làm gì nên đã từ chối một cách khéo léo. Không thể lôi kéo được thế lực nhà họ Lý, Hồ Duy Dung lại bí mật liên lạc với Nguyên Thuận Đế, hoàng đế của nhà Nguyên đang chạy loạn trên phương Bắc để nhờ giúp sức. Nguyên Thuận Đế biết tin nhà Minh sắp có biến loạn nên lập tức đồng ý, tích cực cho chuẩn bị binh mã, chờ ngày cùng Hồ Duy Dung khởi sự. Sau đó, ông ta lại cho người sang cầu viện Nhật Bản, mượn được 400 sát thủ, dự định sẽ tiến vào cung trên danh nghĩa là tiến cống để mưu sát Minh Thái Tổ. Có được sự trợ lực từ nhà Nguyên và Nhật Bản khiến cho Hồ Duy Dung ngày càng ảo vọng về ngày mình bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, thâu tóm Nhật Nguyệt. Âm mưu ám sát cũng được chuẩn bị rất chu toàn. Khi sứ thần dâng cống phẩm, bên trong các hộp này sẽ được bố trí sẵn hỏa dược và đao kiếm. Lợi dụng lúc triều đình sơ hở, 400 sát thủ này sẽ nhân cơ hội và tiến hành ám sát hoàng đế ngay trên đại điện. Kế hoạch có thể nói là đầy mạo hiểm, nhưng đó chính là cơ hội tuyệt vời nhất để Hồ Duy Dung thực hiện âm mưu của mình. Thế nhưng, khi ngày lễ tiến cống dần đến, Hồ Duy Dung lại bị một người huynh đệ của mình phản bội, đem mọi chuyện này tâu chỉnh lên Minh Thái Tổ. Minh Thái Tổ nghe thấy tin đó, tức giận vô cùng, mặt đỏ tía tai, lập tức tiên hạ thủ vi cường, thủ mới, nợ cũ, quyết sẽ trả trong một lần. Đúng 4 ngày trước khi lễ tiến cống diễn ra, cả họ tộc nhà Hồ Duy Dung đã bị tru di. Riêng Hồ Duy Dung được cho là bị giết bằng cách buộc ông ở một bìa rừng qua đêm để muỗi đốt chết. Đồng thời Minh Thái Tổ còn cho điều tra bắt giết đồng đảng có tới 1.500.000 người bị xử chém, trong đó có nhiều kha quốc công thần, khiến cho triều đình được một phen rúng động, máu chảy thành sông. Thảm án của Hồ Duy Dung cùng vụ án Lam Ngọc sau này đã khiến cho nhà Minh gần như vắng bóng các kha quốc công thần. Chức vụ tể tướng từ đó cũng bị bãi bỏ. Chính sách phiên vương tập trung quyền lực vào tay hoàng gia cũng được Minh Thái Tổ cho ra đời từ đó. Tưởng như chính sách phiên vương sẽ đưa tới một đại Minh cường thịnh và ổn định, thế nhưng nó lại mở ra một cuộc nội loạn mới, một cuộc chiến mà những người cùng huyết thống đã chém giết nhau để mưu quyền đoạt vị. Người đời sau biết đến sự kiện này với cái tên là Tĩnh Nan Chi Biến. Với đại chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của một vài văn thần thời Chu Nguyên Chương. Theo các bạn, họ có thực sự đáng bị chết hay do Chu Nguyên Chương quá hẹp hòi? Hãy cùng để lại ý kiến cùng Battlecry bàn luận nhé!